Ok, để Quyên đi, Quyên đi, Quyên. Không có gì, không có vấn đề gì. Rồi, đó, có cái này là hay nè. Rồi, ở đâu? Ba. Quận 3. À, rồi bị bao lâu rồi? Gần 8 tháng. Gần 8 tháng Một hả? mấy ngày được 8 À, rồi. tháng. Rồi trị liệu ở nhà rồi sao, đã trị liệu gì rồi? À, Châm cứu. à. Mà sao miệng nói nghe khó vậy? Tầm tháng thì khó nuốt. À, tăng hẳn khó nuốt. Uống À, nước vô bị nghẹn không? nghe Nghẹn. ăn cơm vô nó sạch. À, uống vô sạch ha. Nó sao chỉ đây là sao? Vậy hả? Rồi nói không nổi hả? Được. Nói được nhưng mà cứ phải tăng hẳn vậy đó. À, có lúc nó nhiều lắm. Ừ. Rồi, ông đi yên tôi nha. Đau hả? Đau. Ây rồi. Như vậy đó. Rót cho miếng nước vô. Sao? Chung À, để uống miếng nước cái đã. Uống miếng nước đi. Nó cứ khó chịu vậy hả? Có bị Covid không? bố Bốn mũi rồi. Ý nó dính bốn mũi không, bây giờ bị cũng bị bốn mũi cái này. Đâu. Rồi bây giờ vậy đi. À. Cái thứ nhất á là cũng mới bị thôi. Thì bây giờ đi đứng là lèo khèo vậy phải để chưa đi chơi cho dẫn. không? Chưa dựng, nghe không? Thì cái tay này nè thì nó hơi chậm chút xíu, tại vì nó bị sệ cái vai rồi. Nhưng mà ông dùng cái đai này mà để dắt như vậy là rất là tốt. Là đừng giờ bỏ xuống, ngoại trừ khi đi nằm nghỉ ngơi ở nhà thôi nha. Chứ để về cho nó đừng có bị sệ luôn thì sau này mình hồi phục được. Thì mấy cái này mình hồi phục được hết á nha. Thì từ từ là phục thức, nhưng mà bao giờ vậy cái đi lại á vẫn là dễ dàng hơn, nhanh hơn nha, là cái tay nha. Thì bây giờ là trước mắt á tôi sẽ cho ông trị liệu bằng thứ nhất là chườm đá đó. Thì ông mua hai cặp đá, một cái chườm ở gan, một cái chườm ở cổ ha. Rồi uống hai cái loại rượu, rượu ớt và rượu nhào, hồi nãy giờ nghe hướng dẫn rồi ha. Thì ông uống cái đó thì một tháng sau ông dòng lại đây, thì sau đó là tôi trị tiếp cho nha. Nhưng mà riêng cái rượu ớt á thì ông về ông lấy một muỗng cà phê rượu ớt á, ông pha với một ly nước ấm buổi tối á, rồi cái ông khò, ông uống vô ông khò khò cái họng này nè, thì khò hai ba ba bốn lượt vậy đó thì nó nóng hết cổ rồi nha. Thì cứ uống khò là nuốt hết nha, khò xong nuốt hết. Sau đó ông lấy một chút một muỗng cà phê mật ong ngậm vô, ngậm vô xong cái để cho 5 3 phút vậy, cái ông ngậm thêm lần nữa rồi ông uống nước lọc rồi ông súc miệng rồi ông nuốt vô, thì vài bữa cái họng không còn bị đó nữa nghe nha. Nha, rồi thực hiện vậy thôi, rồi còn cái chuyện gì đó tính sao. Ok, đồng ý không? Rồi không có nói gì không? Dạ, có nói mà không nói được, bác sĩ là con tôi. À, con Dạ. rồi giờ xích vô đây, xích vô, xích gần đây, rồi chị ngồi lên đi, rồi nói nghe coi. Nó tai biến hai lần. Nói tiếng hai lần rồi mà liệt là liệt bên nào, Dạ. Liệt bây giờ cứ đi cà khòng cà kheo mà lại nói không được. nhưng mà liệt bên nào? Dạ, tại vì tai Rồi biến rồi. mà không biết như nào, để bác sĩ nói tai biến rồi máu không lên não được, rồi phải cho uống tan cục máu đông rồi vậy thôi. Vậy thôi. Dạ Rồi cũng không biết bà nó ở chung nhà bà không? dạ có vợ ở riêng mà bây giờ vợ bỏ À. rồi cho nên tôi phải nuôi. Sao bà tội bà vậy? Bà bỏ luôn đi. Dạ không.
Không hả? Con mình khó bỏ mà. Bây giờ ông kiếm ông đi thử coi tôi có được cái nào. Cười cười trời ơi. Mà vợ bỏ vui dữ à. Sao? Cái gì đó? Cái chân bị rụt xuống. Bị sốt. Sốt, sốt. Sốt. Tên, sốt bại liệt. Dạ. Rồi, rồi nhỏ đã bị rồi. Rồi khi xích vô sau như chút. Rồi khi mà bị vợ là bị bệnh thì nó cũng tái lại, nó cũng bị liệt ở bên phải. Dạ. Bà biết nó liệt không phải không? Nói chung là tôi cũng không để ý lắm bác sĩ ơi. Tôi cũng lớn tuổi rồi cho nên cháu nó bị như vậy, giờ tôi phải đem về tôi nuôi, là tôi phải có trách nhiệm như vậy. Chứ còn con biết con mình nó liệt ở bên nào đó. Cứ cho ăn cho uống rồi thấy cũng đi rồi. Tôi nói thật bác sĩ là tôi cũng đem nó đi đủ bác sĩ rồi, không còn bác sĩ nào là tôi chưa đi hết trơn á. Đây chẳng qua là tôi coi trên mạng hàng ngày tôi thấy bác sĩ, cho nên ước mơ của tôi đưa xuống bác sĩ. Rồi nhà ở đâu em? Nhà tôi ở Lâm Đồng. Rồi Lâm Đồng. Bây giờ ông muốn bắt đầu nói chuyện với tôi nha. À, tôi nói ông hiểu không? Đó. Hiểu quá. Nè. Ở nhà tại không thèm nói chuyện với bà già đúng không? Tôi cười với chuyện đồ quỷ nè. Rồi. Rồi, nói chuyện tôi nghe coi. Nhà ở đâu? Đạt Đà. Ở đó, nói cho trọn câu. Đạt Ờ, đó, đó, Đà Lạt. Nhớ nhà mình số mấy không? không biết Không biết. Ừ. Có mấy vợ? Nó phải, nó bỏ là phải rồi. Hai đứa đồng lòng bỏ bỏ một lượt. Có mấy con? Ủa, Bốn đứa. Ôi trời ơi, còn con đâu rồi? còn ở Ở nhà má nó. Má nó. Ở ngoài đó. Ừ. Nói cái này khó khó ha. còn bà lớn một đứa bên đúc Chết mẹ rồi gì xong. Rồi thôi. Thôi được rồi. một đứa ở trường Đó được rồi. Đấy. Đó. Ông nói được cái chứ, nhưng mà có cái là cái lời nói ông nó gãy gọn thôi. Nè. Rồi. À, hồi trước làm nghề gì? Suy nghĩ dẫn đúng chứ rồi. đủ nghề. Thất nghiệp rồi. Đâu Đau không? Đau. Bấm cho thầy cái quay sao này cái. Rồi được rồi. Đi ngồi đi. Bây giờ tôi với ông tâm sự được rồi. Tôi tưởng là không nói được. Rồi. Được chưa? Ông đi dễ dàng vậy. Ông đã bước vô đây là ông không bước ra được. Nằm xuống. Kéo một cái coi. Trong tỉnh hồn lại kìa, ông nói chuyện. Lần này quyết tâm được ba. Cái gì đó là hồi trước bây giờ là hồi trước giờ là coi như là không có tỉnh nào xích qua lên chút rồi. Bây giờ mình nói chuyện lại chút xíu. Nhà ở đâu? Đà. À, bây giờ ông nói hai chữ đừng nói dính, nó Đà Lạt. Đà. À, nó cứ liếu liếu vậy là rồi. À, nhà ở đâu? Ở cây chanh. Ở cây chanh. Cái chanh Dạ cây xanh ạ. ở cây xanh hả? À, Cây cũng xanh. chưa rõ ha, Dạ. nói không có được rõ.
là vì khi nó bị rồi là tôi phải đem về tôi nuôi á bác Đúng sĩ. rồi. Có mấy vợ? Hai vợ. Mấy con? Bốn đứa. Đứa nào ở đâu? Đứa nào ở đâu? Ông rồi đó rồi gọi nó đi. Nhưng mà thấy ông nói bây giờ nó lanh hơn chút xíu rồi ha, nó rõ hơn rồi ha. Rồi bây giờ vậy nè, cái này nó vài bữa ông phục hồi nha. Đừng lo. Rồi hả? Gần một năm rồi đó. Gần một năm rồi hả? Dạ. Nhưng mà sẽ phục hồi. Dạ. Ha? Thì bây giờ là về á là tiểu đường rồi đó bác sĩ. Hả? Có tiểu đường rồi đó. Cái gì? Tiểu đường à. Tiểu đường. Tiểu đường. Thì vừa rồi á là có hướng dẫn ăn 16-8 á. Dạ. Về bắt buộc cho ông ăn 16-8. Dạ. Rồi hút không khí. Hồi nãy nghe nó hút không khí chưa? Không. Hồi nãy giờ đang tưởng tượng ở đâu á. Rồi bà biết hết không khí không? Dạ biết tôi. Rồi, về hướng dẫn nha ha. Rồi, mua cho ổng hai cặp đá, một cặp cho mỡ gan, một cặp cho mỡ cổ. Dạ. Thì cái này nó sẽ giúp ổng hồi phục lại. Nhưng mà nhớ nha, cái chỗ nào nóng quá thì dời lại đi, đừng có cố. Nha. Thì nhiệt độ mình đề 15, một chắc 200 độ thôi mà để chừng 10, 15 phút thôi. Rồi chờ nó cho ổng nha. Rồi cho ổng uống hai cái loại rượu, rượu ớt và cái rượu nhào. Thì nãy giờ hướng dẫn có cách uống rồi. Riêng cái rượu ớt, hồi nãy như tôi nói là lúc đầu cái trường hợp kia đó, thì về á, lấy một muỗng rượu ớt riêng á, pha với một cốc nước rồi cho ông khò buổi tối á, rồi cho ông khò, khò vài lần á, để cho nó kích thích, cho nó hoạt động lại cái thanh quản của ổng. Rồi ổng nuốt vô, rồi sau đó thì ổng dùng cái mật ong á, ngậm vô, trong vòng 5-13 phút, ngậm lần thứ nhất, ngậm lần thứ hai, rồi sau đó uống nước lọc, súc miệng sạch rồi nuốt vô. Nắm được chưa? Nắm được rồi ha. Sao đây? Dạ bác ơi, cái chân này của cháu này nó bị tật từ nhỏ ấy. Cái chân cháu hay vấp bên này là cháu cứ hay tém bít á. Dạ. Giờ hai cái tay cháu cũng da vàng này. Dạ. Da vàng. Dạ. Mà tại sao vàng? Dạ cháu không biết, vàng tớ tự nhiên nó vàng. Mà bị bao lâu rồi? Dạ cũng lâu rồi. Và khoảng bao lâu? Khoảng được 2 năm rồi. 2 năm rồi đó. Dạ. Nói cho rõ vậy chứ nói lâu tôi tưởng còn nhỏ lớn rồi. Ở nhà làm gì? Ở nhà cháu chỉ có cơm nước với lau nhà, lặt vặt, dọn dẹp và lặt vặt thôi, công việc nhà thôi. Dạ. Rồi ở trên đó ăn cái món gì nhiều nhất? Có ăn cà rốt không? Có ăn đu đủ không? Dạ cà rốt thì cháu có ăn. Ăn nhiều? Dạ. Hay á. Ha. Bây giờ ăn hết lại. Dạ. Cái tay này nó bị vậy là tại bạn cà rốt nhiều nó đi thôi. Dạ. Rồi giờ biết chưa? Biết tại cái tội nó chưa? Dạ biết rồi. Không sao. Bác sĩ coi cái chân của cháu mà sao mà cái chân nó không hay á, nó quẹo bên này, nó quẹo bên này. Cái này nó quẹo bên đó, nó đi cái chân nó đập vô lần nữa nó té. Tự thích té là té. Tại vì nó bị tật từ nhỏ rồi. Dạ. Lớn thì nó không có cân bằng rồi. Thì cái bệnh này là bệnh của hồi còn nhỏ cho tới giờ. Tức là có thể là hồi xưa bị sốt cái liệt ha. Dạ. Đấy. Thành ra là giờ nó là cái tật rồi. Thành ra chuyện nó đá nhau là chuyện bình thường. Cái chân này á là mình không có chữa được đâu. Là mình đi mình cẩn thận thôi. Dạ. Em đi chậm. Cẩn thận thôi. À bác ơi, con có cái sau lưng ấy, thỉnh thoảng con cúi làm việc ấy, nó đau một cái nên nó nhốn một cái thôi. Dạ, dạ. À, được rồi. À, cho chị này là một cặp đá cho mấy gan rồi cặp cho mấy cái cột sống lưng. Ha. Dạ. Rồi uống chỉ có hai thôi, loại thôi, rượu ớt với rượu nhào đủ rồi. Thì hai cái này là cô này cô ổn rồi, cũng không có chuyện gì ghê gớm. Dạ. À, rồi nằm xuống đi. Cho làm cái cho hết cho lưng. Vậy bị sao? Dạ tôi đau, tôi bị thoái hóa cột sống cổ. Rồi cái mò cái thứ nhất. Dạ.
rồi tôi bị ung thư vú đó, Ừ, nhưng tôi mà uống bao lâu rồi? 2 năm mà tôi bị tôi bổ tôi vứt rồi À, rồi. mà Rồi bây quá giờ thì xạ trị đầy đủ dạ không, người ta nói tôi là người ta chỉ cho tôi uống thuốc thôi chứ không không? hóa trị và xạ À, trị. tức là nó mới giai đoạn một thôi Dạ là động là một. đã xử lý được rồi, tốt rồi. Dạ. Mà bây giờ tôi là ở nhà tôi đau cổ lắm bác sĩ. Tôi phải mua cái đồ treo cổ như này. Cái lâu lâu tôi treo kéo tôi lên như vậy là được 20 phút là tôi đỡ. Mà trong thời gian này tôi đau nhiều lắm. Dạ. Vậy thôi gì Dạ, thì thôi nó đau thì nó đau dọc xuống tới sưng lưng. xuống lưng rồi, được rồi. Bây giờ vậy nè, nghe lời tôi nha, mỗi tối á Dạ. là phải dùng 2 cặp đá, Dạ. một cặp cho mới gan, một cặp cho mới cổ trước khi đi ngủ Dạ. nha. Dạ. Rồi cái thứ hai là uống chỉ 2 thứ thôi, là rượu ớt và rượu nhào đủ rồi Dạ. nha. Dạ. Rồi cái rượu nhào thì đặc biệt con cái, rượu ớt thì mình uống sau khi ăn cơm ngày 2 lần, Dạ buổi trưa không. với buổi chiều. À, con lấy cái hồ sơ tôi bị trào ngược bao tử và Không trong cần, không bao cần. tử tôi là cái gì cục bộ đó À, cục bộ, được gọi rồi. là cái gì mình bị giãn tĩnh mạch đó à, giãn tĩnh mạch bao tử cục bộ mà Rồi. tôi có đem bỏ hồ Thôi sơ được đây đây. rồi, được rồi, nói tôi hiểu rồi. Dạ. Giờ để tôi nói giải thích cho nghe. Dạ. Ha. Vì phải dùng rượu ớt. Dạ. Rượu ớt nó sẽ chữa cái đó. Dạ. Rồi nó sẽ chữa luôn cái trào ngược thực quản. Đừng có Dạ. lo. Rượu Dạ. ớt là cái đặc biệt của nó là hay cho đó. Dạ. Thành ra là tôi khuyên mọi người không nên ngâm là vậy. Dạ. Tại cái rượu ở đây mình có cách để mình chiết xuất ra đây, Dạ mà dạ. không có nguy hiểm nhé. Dạ. Thì bây giờ là uống nửa muỗng cà phê thôi Dạ. với một loại sữa chua, Dạ. nhớ nha, uống Dạ. sau khi ăn cơm vài bữa mấy cái đó ổn hết, đừng lo. Dạ. À, nửa muỗng thôi, uống tới khi nào mà thấy trong nửa một tuần lễ nửa tháng mà thấy ok thì tăng Dạ. lên 1 muỗng. Dạ. Rồi còn riêng rượu nhào á thì uống pha với nước ấm á, Dạ. một ly một ly nước vậy ha, Dạ. pha với nước ấm vậy đó, rồi uống trước khi ăn cơm, Dạ. buổi trưa buổi chiều và buổi tối trước khi đi ngủ Dạ. là cũng dùng 1 muỗng nữa Dạ. để là pha với nước ấm rồi đi ngủ. Dạ. Tại vì cái bản thân của cái rượu nhào nó hay lắm, nó Dạ sẽ giúp dạ. cho cái vấn đề mà ung thư vú của mình rất tốt Dạ. nha. Dạ. Rồi ok chưa? Dạ ok con.